Cô Liên xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại bài giảng của cô. Các em thân mến, ở buổi học trước thì chúng ta vừa kết thúc nội dung liên quan đến phần mở đầu về hóa môn hóa. Chúng ta đã biết đây là một bộ môn thực nghiệm, vừa lý thuyết vừa thực nghiệm. Vì vậy, trong quá trình học thì chúng ta sẽ phải vận dụng một số những phương pháp như là ghi nhớ này, rồi là vận dụng những kiến thức vào trong đời sống và thực tiễn. Và một điều vô cùng quan trọng trong nghiên cứu học là chúng ta sẽ phải tiến hành thí nghiệm ở trong phòng thí nghiệm. Vậy thì khi làm việc ở trong phòng thí nghiệm, chúng ta sẽ cần có biết những quy tắc an toàn nào và cách sử dụng các hóa chất ra sao. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Ở trong bài học này, chúng ta sẽ đi trả lời 3 câu hỏi. Đầu tiên đó chính là các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm là gì? Tiếp theo là cô sẽ giới thiệu cho các bạn một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm để khi chúng ta bước vào phòng thí nghiệm đỡ bỡ ngỡ. Và câu hỏi cuối cùng đó là cách sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm như thế nào? Đó. Với hóa chất ở trạng thái lỏng ta sử dụng như thế nào? Hóa chất ở trạng thái rắn ta sử dụng ra sao? Hóa chất mà có biển báo nguy hiểm thì là biển báo đó ý nghĩa như thế nào? Nào, đầu tiên hãy đi vào các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm. Bây giờ, trước khi vào phòng thí nghiệm, chúng ta chưa biết được nguyên tắc thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải có những cái lưu ý an toàn mà thầy cô đã lưu ý cho chúng ta, đúng không? Có 3 lưu ý an toàn. Lưu ý nhất đó là phải tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm và theo lời hướng dẫn, chỉ dẫn của thầy cô giáo. Thứ hai là chúng ta phải giữ gìn trật tự, gọn gàng, cẩn thận, thực hiện thí nghiệm theo đúng quy trình và dọn vệ sinh sạch sẽ sau khi đã làm thí nghiệm xong. Được chưa? Và bước cái lưu ý số 3 đó là tuyệt đối không làm đổ vỡ, tránh để bắn ra những cái hóa chất vào quần áo hay là vào người. Đúng chưa? Rất là nguy hiểm. Và ở trong phòng thí nghiệm chúng ta làm việc với một loại đèn là đèn cồn. Bình thường ta tắt đèn nó sẽ làm gì nhỉ? Thổi đúng không? Nhưng mà khi tắt đèn cồn thì chúng ta sẽ dùng nắp úp lại để cho tắt lửa. Được chưa nào? Vậy thì chúng ta sẽ đi vào trọng tâm các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm là gì? Đầu tiên là các quy tắc liên quan đến trang phục. Đó. Khi mà vào phòng thí nghiệm ấy, chúng ta nên mặc các quần áo dài, dài tay, kín mũi, được chưa? Và tránh mặc cái trang phục làm từ loại vải bắt lửa. Tại vì trong phòng thí nghiệm là có một số hóa chất dễ dễ gây cháy nổ đúng không? Tiếp theo là chúng ta nên sử dụng một số đồ bảo hộ, ví dụ như là áo blue. Đây, chiếc áo như của bác sĩ ấy, là áo trong phòng thí nghiệm. Hoặc là chúng ta dùng găng tay y tế, hoặc là các bạn sử dụng kính bảo hộ đó, để bảo vệ mắt của chúng ta, và sử dụng khẩu trang trong một số trường hợp cần thiết, ví dụ như làm việc với chất độc, thí nghiệm dễ cháy nổ. Đó là những quy định về trang phục. Và tiếp theo sẽ là một số các quy tắc liên quan đến phần thao tác. Đó là chúng ta phải luôn giữ khu vực thí nghiệm sạch sẽ, ngăn nắp, bảo quản dụng cụ thí nghiệm, được chưa? Giống như ở nhà chúng ta giữ đồ đạc của chúng ta vậy, bởi vì trong phòng thí nghiệm các đồ dùng đa số làm bằng thủy tinh, cho nên chúng ta phải rất là cẩn thận, tránh trường hợp đổ vỡ ảnh gây gây mà nguy hiểm đến cơ thể, ví dụ như là chảy máu, đứt tay, nên là nhẹ nhàng. Còn nếu mà làm việc hóa chất, có những chất mà nó sẽ tác động vào da và cơ thể của chúng ta, có thể gây hậu quả rất là nghiêm trọng. Tiếp theo là không sử dụng tay trực tiếp động vào hóa chất, tuyệt đối khuyến cáo là không sử dụng nhé. Đây, nhớ này. Đó. Bởi vì là có những cái hóa chất mà khi rơi ra tay ấy, nó sẽ ăn mòn da của chúng ta. Cụ thể là axit đấy, các bạn nghe nhiều vụ về axit rồi đúng không? Tuyệt đối không được như này nhá. Tiếp theo, đó là chúng ta sẽ cần phải lưu ý là không sử dụng bình ga trong phòng thí nghiệm. Bình ga nó sẽ tạo ra lửa và khí ga nó rất là dễ cháy. Trong phòng thí nghiệm thì không gian tương đối là hẹp và rất là nhiều hóa chất ở cạnh nhau. Vì vậy, người ta khuyến khích chúng ta sử dụng đèn cồn. Đèn cồn thì cũng tạo ra lửa nhưng mà cái lượng nhỏ rất là nhỏ, đúng không? Và có thể sử dụng các bếp điện, các bếp được vận hành bằng điện, đấy, nó khó tạo ra ngọn lửa thì nó sẽ an toàn hơn. Tiếp theo là giữ khoảng cách an toàn khi đun nóng các hóa chất có tính axit mạnh. Các bạn cẩn thận nhé, bởi vì axit nó rất là dễ gây ăn mòn da của chúng ta.
Vậy là chúng ta khi làm việc với axit phải giữ một cái khoảng cách tương đối để khi mà nó sôi ấy, nó bắn ra ngoài, chẳng may nó có bắn ra ngoài thì nó cũng không ảnh hưởng mình, đúng không nào? Và bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các bạn một số dụng cụ ở trong phòng thí nghiệm. Thì khi chúng ta vào thí phòng thí nghiệm, chúng ta biết dụng cụ này có mục đích là gì, giúp ích gì cho chúng ta trong việc quá trình làm thí nghiệm. Được chưa? Đây sẽ là những cái dụng cụ mà chúng ta dùng nhiều nhất khi mà làm thí nghiệm cơ bản. Đó, đây là bốn dụng cụ. Đầu tiên các bạn nhìn thấy gì đây? À, một chiếc ống bằng thủy tinh. Đúng chưa? Và chúng ta sẽ cho các hóa chất vào trong chiếc ống này để làm các thí nghiệm. Đây là dụng cụ mà chúng ta gặp nhiều nhất ở trong phòng thí nghiệm. Tên của nó là ống nghiệm. Được chưa? Và nếu muốn làm thí nghiệm mà chúng ta để nhiều cái ống nghiệm thì người ta sẽ sử dụng một chiếc giá bằng gỗ hoặc là bằng bất cứ nguyên liệu nào, có thể bằng sắt chẳng hạn. Với mục đích của chiếc giá đó là để giữ ống nghiệm thì chúng ta sẽ có giá ống nghiệm, được chưa? Và đây các bạn có thể đoán đây là hình ảnh của cái gì? Nhìn rất là lạ đúng không? À, đây là hình ảnh của chiếc đèn cồn. Tại sao lại gọi là đèn cồn? Tại vì là nguyên liệu để cho đèn có thể bắt lửa đó chính là cồn. Ở đây người ta sẽ cho cồn vào trong chiếc đấy, trong chiếc bình này. Đó, có một cái sợi dây, dây bấc, thường là bằng dây thừng. Đó, người ta nhúng thấm cồn vào trong dây bấc này, và khi nào mà cần bật thì người ta sẽ cho bật lửa vào để bắt cháy ở cái đầu bấc này, nó sẽ tiếp tục cháy. Chưa, cồn sẽ từ dưới đi lên theo dây bấc. Đó, đấy là đèn cồn, cái dụng cụ mà cô đã nhắc đến ở trong cái phần các lưu ý an toàn. Và hình ảnh cuối cùng ở trong phần này đó chính là, các bạn nhìn thấy đây là gì đây? À, hình ảnh của một chiếc cốc thủy tinh. Nhưng chiếc cốc này có gì đặc biệt? Miệng của nó có gì đặc biệt? À, nó có một chiếc mỏ, đúng không? Thường ở trong phòng thí nghiệm sẽ có các loại cốc, và các cốc đều ở dạng là cốc thủy tinh. Và tùy thuộc với cái kích cỡ ml, 200ml, 300ml, 400ml đựng các cái dung hóa chất khác nhau thì người ta sẽ có các cái loại cốc khác nhau. Và tên gọi của dụng cụ này là cốc thủy tinh. Ở đây người ta có chia số ml đó để cho chúng ta dễ dàng xác định được cái lượng thể tích phù hợp cho cái việc tính toán hay là làm thí nghiệm để chia ra tính chất, đúng không? Tiếp theo, số hình ảnh khác liên quan đến dụng cụ. Đây cũng là những cái dụng cụ mà rất cần thiết. Cái ống đầu tiên ở đây, các bạn đã nhìn thấy bao giờ chưa nhỉ? Nó cũng là bằng thủy tinh và nó có rất là nhiều vạch chia, vạch chia chi tiết hơn rất là nhiều so với cốc thủy tinh, đúng không? Và nó có dạng ống, cho nên người ta gọi đây là ống đong. Ống đong có mục đích là gì? Chính xác, giống như tên gọi của nó là để đong, nghĩa là để xác định cái lượng thể tích của hóa chất cần tìm ở trong đó. Ví dụ như cô muốn lấy 10ml thì cô sẽ đổ hóa chất vào đến đây, đến vị trí mà có 10ml, đúng không? Được chưa? Cái dụng cụ tiếp theo, đấy là một chiếc ống có vuốt nhọn ở đường cuối, và ở trên nó là một cái miếng bóp bằng cao su. À, theo các bạn đây là dụng cụ này sẽ có mục đích là gì nhỉ? À đúng rồi, đây sẽ là dụng cụ để chúng ta hút các cái chất lỏng vào trong này để chuyển chất lỏng từ đây sang từ một chiếc cốc này sang một chiếc cốc khác. Các bạn chỉ việc bóp cái ống cao su, miếng bóp cao su này, là chúng ta thả vào trong cốc nước chẳng hạn, thì chúng ta thả tay ra thì áp suất sẽ dẫn nước vào trong ống, sau đó là nhấc lên bóp cao su này là để đẩy ra, đẩy áp suất, đẩy khí ra, đúng không? Và là dung dịch ở trong cái ống này sẽ được đi ra đó. Và tên của nó là ống hút nhỏ giọt, bởi vì chúng ta có thể điều chỉnh cái lượng hóa chất đi ra bằng cách là nhỏ giọt, bóp nhẹ thôi là nó sẽ ra từng giọt một đó. Đây gọi là ống hút nhỏ giọt. Tiếp theo là hình ảnh của một chiếc bình bằng nhựa. Vì là bình bằng nhựa cho nên là thường nó sẽ đựng được ít hóa chất. Vì sao lại như thế nhỉ? Bởi vì các hóa chất ở trong phòng thí nghiệm chúng ta sẽ phải đựng bằng bình thủy tinh. Vì bình thủy tinh sẽ là cái chất mà nó ít tác dụng nhất với các cái hóa chất.
Bình nhựa này chỉ sử dụng trong trường hợp đặc biệt như là hóa chất như nước cất thôi. Đấy, nó có một chiếc vòi như này. Chúng ta tưởng tượng ra như này nó sẽ hạn chế cho cái việc gì nhỉ? Việc mà hóa chất rớt ra ngoài, đúng không? Ví dụ như đây cô có một chiếc ống nghiệm thì cô chỉ việc nghiêng cái bình bình này ra xong đó là bóp để nước ở trong đi vào trong ống nghiệm và không bị rớt ra ngoài. Và tên gọi của nó là bình tia. Và dụng cụ cuối cùng trong slide này, các bạn nhìn thấy nó giống cái gì nhỉ? Giống những chiếc chổi. Và những chiếc chổi này có điều rất đặc biệt là cái lông của nó rất là dài. Đúng chưa? Đó, cái phần lươm của nó rất là dài. Đây chính là chổi để rửa những cái dụng cụ trong phòng thí nghiệm. Chưa? Cái này thích hợp rửa cho cả ống nghiệm hay là ống đong. Những cái ống mà nó dài đúng không? Đây là chổi rửa. Tiếp theo là một số hình ảnh nữa đến liên quan đến những dụng cụ. Đây, các bạn nhìn thấy cái này giống cái gì nhỉ? Giống cái cối và cái chày ở nhà, đúng không? Tác dụng của cối và chày là gì? Là nghiền nhỏ. Vậy thì ở đây, cối và chày sứ ở trong phòng thí nghiệm cũng có tác dụng là nghiền nhỏ hóa chất. Bên cạnh cối chày sứ là một chiếc lưới. Lưới này có tác dụng là gì? Lưới này có tác dụng là sẽ làm giá đỡ chúng ta đun trên ngọn lửa đèn cồn. Có một cái chiếc kiềng, sau đó đặt đặt chiếc lưới này vào. Giá đỡ, đúng chưa? Và nó sẽ điều khiển cái lượng nhiệt thích hợp cho cái việc mà chúng ta đun hóa chất. Tên của nó là lưới Amiăng. Đến một cái dụng cụ này thì nó hơi là hơi khó chúng ta một chút, nó hơi khó hình dung. Ở trên nó là hình bầu dục này, xong rồi nó nhọn về phía cuối. Tất nhiên chỗ này nó sẽ làm nó sẽ hở để cho hóa chất đi ra. Ở đây có một cái chốt. Đây người ta gọi đó là phễu chiết. Nó giống hình một chiếc phễu đúng không? Và chiếc phễu chiết này thì hoạt động như thế nào? Cô vẽ lại nhé. Đấy, tay cô không nhiều hoa tay lắm nhưng mà cô sẽ miêu tả lại cho các bạn cái cách hoạt động của phễu chiết. Đó, đây nhá, đây là hở này. Ở đây nó có một cái chốt. Ở đây là miệng. Khi mà các bạn đổ một cái hỗn hợp vào. Tại sao lại là hỗn hợp? Tại vì phễu chiết này có tác dụng là tách các chất lỏng mà không tan vào với nhau. Giả sử của cô hỗn hợp nước và dầu ăn. Chưa? Các bạn ở nhà rồi thấy khi mà chúng ta đổ nước và đổ dầu ăn vào cùng một chiếc cốc, chúng ta thấy hiện tượng là gì nhỉ? Nước và dầu ăn không hòa tan với nhau. Và để một thời gian thì sẽ có sự phân lớp, đúng không? Giả sử đây là chiếc cốc đựng nước và dầu ăn, đúng không? Nó có sẽ có một cái phân lớp ở đây. Ở phía trên là dầu ăn, bởi vì dầu ăn nhẹ hơn nước. Và ở phía dưới là nước. Được chưa? Vậy thì giả sử cô đổ cốc nước hỗn hợp này vào thì nó cũng sẽ tạo ra cái sự phân lớp. Vậy thì cô muốn tách được nước ra khỏi dầu ăn rất dễ dàng, cô chỉ cần mở chốt từ từ. Cho nước dần ra ngoài đến khi cái vạch phân cách này chạm đến đáy là cô đã thu được hoàn toàn nước và cô mở chốt lần nữa để thu được dầu ăn. Đó. Và cái phương pháp này người ta gọi là phương pháp chiết, cho nên cái phễu này có tên gọi là phễu chiết. Chưa? Và hình ảnh cuối cùng trong slide này là gì đây? Các bạn đoán đây là gì? Nó giống hình ảnh của một chiếc đũa đúng không? Và đây là đũa thủy tinh. Đũa thủy tinh thì có công dụng giống như là công dụng của chiếc đũa ở nhà thôi. Nó dùng để khuấy với các hóa chất và khuấy để cho hòa tan hóa chất tốt hơn. Tiếp theo là một số các dụng cụ thí nghiệm. Đó. Ở đây các bạn nhìn thấy là gì đây? Những miếng giấy hình tròn đúng không? Giấy này thì không có cái tác dụng là vẽ như là ở trên lớp của chúng ta đâu, mà nó có tác dụng là lọc. Nên nó có tên gọi là giấy lọc. Lọc những chất rắn khỏi đúng rồi. Những chất rắn không tan khỏi nước hoặc là khỏi dung dịch đúng không? Và bên cạnh nó là một chiếc phễu. Đúng chưa? Hình ảnh tiếp theo, các bạn nhìn thấy đây là gì đây? Một chiếc bình bằng thủy tinh. Tại sao chúng ta nhìn thấy bình thủy tinh rồi mà bây giờ chúng ta nhìn thấy là cốc thủy tinh rồi bây giờ cần bình thủy tinh để làm gì? Chiếc bình có đặc điểm gì các bạn? Ở phía đáy của nó là hình cầu, cho nên người ta gọi tên gọi là bình cầu. Bình cầu thì được được dụng những sử dụng để đựng các hóa chất ở trong thí nghiệm mà đun nhiệt độ cao.
Được chưa? Và nó có thể gây bắn đúng không? Vậy thì ở bình cầu cổ cao như này thì nó rất là an toàn trong việc chúng ta đun hóa chất. Và bên cạnh nó là một chiếc lọ bằng thủy tinh. Lọ thủy tinh này thường để dùng thu những chất khí hoặc là đựng những cái dung dịch mà chúng ta chưa sử dụng hết ở trong phòng thí nghiệm. Đúng chưa? Đó, đây là những cái dụng cụ mà nó ít, chúng ta ít gặp hơn, nhưng mà chúng ta cũng sẽ gặp ở trong phòng thí nghiệm. Đó, cô vừa giới thiệu cho các bạn một số các cái dụng cụ trong phòng thí nghiệm. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần mà làm thế nào để sử dụng hóa chất một cách an toàn nhất. Chúng ta sẽ sang cái phần cách sử dụng chất trong phòng thí nghiệm. Được chưa? Chúng lưu ý là hóa chất trong phòng thí nghiệm sẽ được đựng trong các lọ và có dán nhãn tên. Nếu các hóa chất đó có độc tính, có hại, thì có những cái tính chất độc hại thì nó sẽ có những ghi chú riêng trên nhãn, đó chính là những cảnh báo. Những cảnh báo chất như sau, cùng quan sát. Có 6 cái cảnh báo chính. Đầu tiên là hình ảnh liên quan đến sự nổ đúng không? Hóa chất mà có cái biểu tượng như này là chứng tỏ, lưu ý các bạn là nó rất là dễ cháy nổ, vậy làm việc phải vô cùng cẩn thận. Chúng ta nhìn thấy hình ngọn lửa thì chứng tỏ là hóa chất mà chúng ta đang tiếp cận là một hóa chất dễ cháy, vậy thì càng tránh xa ngọn lửa càng tốt, được chưa? Hình ảnh tiếp theo các bạn gì? Hai chiếc ống nghiệm, một chiếc ống nghiệm vào làm lõm vật đó và một chiếc ống nghiệm của chúng ta đúng không? Vậy thì hóa chất này rất là nguy hiểm nếu mà trên nó là hóa chất nguy hiểm có thể gây bỏng. Tiếp theo ở phía trên này chúng ta nhìn thấy một dấu chấm than rất lớn. Đây là báo hiệu cho những hóa chất có thể gây kích ứng cho da. Và hình tiếp theo, hình đầu lâu sư chéo. Hình cái này các bạn là nó thì cảnh báo là cao nhất là chất độc đến tử vong. Và cùng là hình ảnh liên quan đến sinh vật ở dưới nước và cây cối. Thì những hóa chất này hại cho những sinh vật ở dưới nước cũng như là sinh vật sống ở trên cạn. Đây là 6 cảnh báo mà chúng ta thường gặp nhất trên hóa chất. Khi nhìn những cảnh báo này chúng ta sẽ phải lưu ý sử dụng cẩn thận như thế nào, được chưa? Ví dụ như gặp cảnh báo cuối cùng này thì chúng ta sẽ lưu ý trong việc mà chúng ta đổ đổ cái đổ bỏ cái lượng chất thải đi, không nên đổ vào những vũng nước đúng không? Dễ gây ảnh hưởng đến sinh vật, được chưa? Tiếp theo, những cái lưu ý tiếp theo trong cách sử dụng đó chính là không dùng tay trực tiếp cầm hóa chất. Ừ, điều này là nói rồi, khuyến cáo rồi đúng không? Tiếp theo, không đổ hóa chất này vào hóa chất kia. Tại vì là có những hóa chất mình thì nó không có ảnh hưởng gì cả, nhưng nếu chúng ta đổ vào nó xảy ra một cái phản ứng nào đó có thể gây đến nổ rất là nguy hiểm. Vì vậy trong phòng thí nghiệm tuyệt đối chúng ta không được đổ hóa chất này vào hóa chất kia. Tiếp theo là dùng xong hóa chất nếu còn thừa thì không được đổ lại bình. Vì sao nhỉ? À, vì ở ngoài có thể là nó đã bị biến đổi tính chất rồi. Chúng ta đổ lại bình thì có thể hỏng cả bình hóa chất, hoặc nguy hiểm hơn là nó sẽ xảy ra một cái phản ứng nào đó giống như ở trên đúng không? Đó là không được dùng hóa chất đựng trong lọ không có nhãn, bởi vì là những hóa chất có những tính chất vật lý giống nhau đều là chất lỏng không màu, mà chúng ta tưởng tượng đây là muối ăn, là một chất rất bình thường chúng ta vẫn ăn uống hàng ngày, và một chất là axit có đều tồn tại ở trạng thái lỏng và không màu, chúng ta sử dụng nhầm là nó rất là nguy hiểm, được chưa? Và cuối cùng đó là không được nếm hoặc ngửi trực tiếp hóa chất, bởi vì có thể hơi hóa chất độc, nếm thì lại càng nguy hiểm hơn, đúng chưa? Đó, đó là những cái lưu ý mà trong việc chúng ta sử dụng. Nhưng mà có những cái lưu ý thì không thể tránh khỏi là chúng ta có những cái tai nạn nhỏ trong phòng thí nghiệm. Vậy thì có cái phương pháp nào sơ cứu ngay tức khắc ở thời điểm đấy? Giả sử tai nạn là chúng ta làm vỡ rồi, vỡ ống nghiệm, chúng ta cầm bị thì việc đầu tiên chúng ta làm đó là dùng băng để cầm máu. Nếu mà lượng máu chảy ra rất nhiều chúng ta xuống phòng y tế, hoặc là nhiều hơn nữa thì chúng ta phải đến cơ sở y tế gần nhất. Cho nhưng mà việc đầu tiên mình phải cầm máu lại đã, không thì lượng máu ra nên rất là nguy hiểm cho chúng ta đúng không? Nếu mà bỏng về nhiệt thì phải ngay lập tức làm mát bằng nước lạnh.
xối nước lạnh vào, xối lượng nước vừa vừa nhé, thương hơn vào vết bỏng trong khoảng 10 phút. Nếu ta bỏng mà bỏng trên 30% thì cái việc mà chúng ta tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài cũng có đến cái vết bỏng. Chúng ta phải che vết bỏng lại và đi đến cơ sở y tế gần nhất. Và trong phòng thí nghiệm chúng ta làm việc tương đối nhiều với axit, vậy thì rất là dễ bị bỏng axit. Vậy thì khi bỏng axit chúng ta sẽ làm gì? Đó là chúng ta xối vào nước lạnh. Thế vết bỏng cũng mà xối bằng nước lạnh. Rửa lại bằng dung dịch natri hydrocarbonate NaCl. Đó, trong phòng thí nghiệm sẽ có hộp sơ cứu y tế. Và các thầy cô thì cũng sẽ luôn pha cái dung dịch này để dự phòng. Được chưa nào? Đó, đó là một số các biện pháp nghiên cứu, cũng chính là nội dung về những cái quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm. Bây giờ chúng ta hãy đi đến một số các ví dụ để ghi nhớ lại các kiến thức này nhé. Hãy đến với ví dụ đầu tiên. Có đề bài là gọi tên các dụng cụ thí nghiệm sau. Đó. Những cái dụng cụ thí nghiệm này là chúng ta sẽ làm việc rất nhiều trong phòng thí nghiệm, trong các bài thực hành đấy. Đầu tiên là gì đây? Một cái dụng cụ mà chúng ta không thể không biết tên nó được. Một chiếc ống. À, đúng rồi, đó là ống nghiệm. Dụng cụ tiếp theo dùng để lấy các hóa chất và chúng ta có thể điều khiển cái lượng hóa chất lấy ra ở các dạng giọt. Đó chính là ống hút nhỏ giọt. Tiếp theo là một dụng cụ để đưa nước vào trong ống nghiệm mà không bị rớt ra. Đó là bình tia. Dụng cụ này dùng để chúng ta cọ rửa hóa chất, cọ rửa những dụng cụ khác ở trong phòng thí nghiệm. Đó, ví dụ như ống nghiệm chẳng hạn, ví dụ như là cốc chẳng hạn, đúng không? Đây là gì? Cái gì nhỉ? À, đúng rồi, nó là chổi rửa. Tiếp theo, một chiếc đèn sử dụng nguyên liệu gì để bắt cháy? Đèn cồn, đúng không nào? Dụng cụ dùng để tách chất rắn và chất lỏng ra. Tách thì chúng ta dùng động từ gì nhỉ? Lọc, đúng không? Đây là giấy lọc. Và cuối cùng, một chiếc bình với đáy của nó có dạng hình cầu, ta gọi đó là bình cầu. Đó. Đây là các cái thí nghiệm dụng cụ mà chúng ta sẽ dùng rất nhiều trong phòng thí nghiệm. Các bạn căn bản phải biết tên của một số các cái thí nghiệm, đặc biệt là ống nghiệm. Ống nghiệm chúng ta dùng rất là nhiều đấy. Được chưa? Tiếp chúng ta chuyển sang cái bài số 2. Với đề bài là ghép biểu tượng cảnh báo với ý nghĩa thích hợp. Đây, bạn nhìn nhá, đây là 6 cảnh báo mà chúng ta vừa được cô giới thiệu lúc nãy đúng không? Bây giờ nó đã bị tráo đổi vị trí so với các ý nghĩa này rồi. Bây giờ công việc của các bạn là ghép lại. Biểu tượng đầu lâu chứng tỏ điều gì? À, liên quan đến nguy hiểm dẫn đến tử vong. Tiếp theo, biểu tượng dấu chấm than này là nguy hiểm gì đấy? Chính xác, đó là nguy hiểm gây kích ứng da. Hình ảnh tiếp theo, một chú cá bị thoi thóp và một cái cây bị trụi lá. Nghĩa là hóa chất đó nó ảnh hưởng đến sinh vật biển không? Những sinh vật khác, nó sẽ là rất độc với đời sống thủy sinh. Hình ảnh một ngọn lửa bùng cháy, vậy thì liên quan đến gì nhỉ? Hóa chất dễ cháy, chính xác. Đây, hình ảnh này. À, nhìn thấy, chúng ta nhìn thấy này. Nó làm ăn mòn hết cả các cái dụng cụ cũng như là cơ thể của chúng ta. Vậy thì đây là hóa chất dễ gây bỏng. Và cuối cùng là hóa chất gây nổ. Được chưa? Vậy là chúng ta vừa kết thúc tất cả những cái lý thuyết liên quan đến các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm, cách sử dụng thí nghiệm một cách an toàn nhất. Và chúng ta đã chuẩn bị để bước vào nội dung chính của khóa học 8 này, đi theo lộ trình của chương trình. Và cô hy vọng rằng các bạn sẽ có cái tâm thế tốt nhất để tiếp thu những kiến thức liên quan đến hóa học, một bộ môn tương đối mới của chúng ta, đúng không? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em.